vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta vẫn đang ở trong chủ đề buffet mùa hè, một chủ đề rất là hấp dẫn tất cả quý vị khán giả và dĩ nhiên cũng hấp dẫn cả các em bé nữa, bởi vì chương trình nhận được một lá thư rất là dễ thương đó anh Nhân. Cậu bé đó viết gì vậy em hả? Đây, em đọc cho anh nghe, từ từ bình tĩnh. Cậu bé tên là Tuấn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn viết như thế này nè: Con chào các cô, các chú ở chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Con và ba của con đều rất thích ăn những món ăn do mẹ nấu. Nhưng mà hôm trước con nói với mẹ là con muốn ăn sò huyết tứ xuyên, thì mẹ bảo là mẹ chưa biết cách làm. Con hãy viết thư lên Món Ngon Mỗi Ngày nhờ các cô chú đi. Nếu như mẹ có công thức ngon thì mẹ mới làm. Đó, anh thấy chưa? Bé còn ghi như thế này nè: Các cô chú ơi, giúp con với nha, con cảm ơn các cô chú nhiều nhiều. Chắc là mẹ của bé Tuấn muốn giữ gìn thương hiệu đó mà. Một lời đề nghị rất là dễ thương. Đúng rồi đó anh. Cho nên là ngày hôm nay anh phải giúp cho bé Tuấn đi chứ, đúng không nào? Với lại ngày hôm nay là ngày thứ 6, có nghĩa là mình có chủ đề buffet hải sản đó. Quý vị khán giả đã yêu cầu như vậy thì Nhân không có lòng nào mà từ chối được. Mình phải đáp ứng ngay nè, và nhanh nữa. À, vậy thì hôm nay mình sẽ thực hiện món sò huyết tứ xuyên. Nguyên liệu để thực hiện món ngày hôm nay gồm có sò huyết 700g, rau răm, sốt ớt đậu, sả phi, sả cây, rượu chua, tương ớt, tỏi băm, gừng băm, các gia vị thông thường và giống gạo Lisa. Anh Nhân ơi, sao mấy con sò huyết này nó cứ ngậm miệng lại không vậy? Sao nó không mở miệng ra vậy anh? Sò huyết mà mở miệng là sò huyết đâu có tươi đâu, nó chết mất rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Em phải lựa được con sò huyết lớn như vậy nè, nặng tay nè, và còn khép miệng thì sò huyết mới gọi là sò huyết tươi được. À, em nhớ rồi, anh Nhân mà không nói thì em đâu có biết đâu. Cảm ơn anh Nhân nha. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta lựa con sò huyết to như vậy nè, cầm nặng tay và còn khép miệng, như vậy là sò huyết tươi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sơ chế cái phần sò huyết này. Đầu tiên á, là em phải dùng cái bằng chải đó em chà cho sạch. Tiếp theo mình sẽ có một nồi nước sôi. Nhưng mà anh Nhân ơi, em đang thắc mắc nè, con nít ăn sò huyết cũng được hả anh? Chẳng những con nít mà người lớn ăn cũng được nữa. Ủa vậy hả? Bởi vì trong sò huyết nè có magie nè, có chất kẽm nè, rất là tốt cho cơ thể. Nước sôi. Em mở nắp ra cho anh, chúng ta sẽ thả sò huyết vô. Rồi, đậy nắp lại. Quý vị khán giả lưu ý nè, chúng ta luộc sò huyết phải luộc thật nhanh, chừng vài phút là được, và phải để nước xâm xấp và nước phải thật là sôi, chúng ta trụng nhanh qua. À, như vậy là để lửa lớn, nước thật sôi, trụng nhanh qua. Đúng rồi. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta sẽ để một nồi nước lên đun thật sôi, mở lửa thật lớn để trụng sò huyết. Như vậy mới đảm bảo được độ tươi ngon của sò huyết ạ. Rồi bây giờ mình tắt bếp rồi nè, vớt hết cái phần sò huyết này ra cho anh. Dạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tắt cái phần sò huyết này ra nè. Dễ dàng chưa, anh để qua một góc. Em phụ anh Nhân nha. Đó. Bây giờ mình sẽ làm một cái sốt mang tên là tứ xuyên. Bây giờ nè, mình sẽ có một cái chảo. Mình sẽ cho phần dầu ăn vô nè. Anh Đỗ Minh Châu nè, anh sẽ cho gì vô trước, gừng với lại tỏi? Chắc là anh Nhân sẽ cho gừng trước quý vị ha, vì tỏi mau cháy lắm. Đúng rồi quý vị, Châu càng ngày càng giỏi đó. Em phi cho thơm trước nè. Sau đó em cho phần tỏi do mình phi vừa thơm lên. Bây giờ em tắt bếp. Mình sẽ cho vào trong này một muỗng canh đường, 2 muỗng canh tương ớt. Đây là phần sốt đậu ớt. Quý vị khán giả, mình sẽ cho cái phần này vào 1 muỗng cà phê nha. Dạ. Về cái gia vị nè, mình sẽ cho 1/2 muỗng cà phê Azigon, 1.5 muỗng canh giấm gạo Lisa vô nha. Giờ bật bếp lên lại. Quý vị khán giả lưu ý nè, lúc nãy Nhân có phi cái phần gừng và tỏi. Chúng ta sẽ phi xong vừa thơm rồi chúng ta tắt bếp đi, rồi chúng ta mới cho gia vị vào. Chứ nếu mà chúng ta bắt trên lửa như vậy thì sốt nó sẽ bị khét, nó sẽ không ngon nữa. Mình cho hết cái phần sò huyết vào. Chúng ta sẽ xóc chảo cho nó đều. Đây. Nhưng mà quý vị khán giả lưu ý nè, lúc nào chúng ta phải cho lửa thật lớn nha. Chúng ta xóc nhanh, và trước khi chúng ta cho ra ngoài thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần kẹo chua và phần sả để chúng ta cho vào xóc cho nó thơm hơn. Bây giờ phần kẹo chua nè, quý vị khán giả sẽ xé nhỏ ra chúng ta cho vào luôn. Rồi, tới phần sả đúng không? Phần sả nè. Rồi, anh xóc lần nữa. Dạ. Rồi, em tắt bếp đi. Bây giờ anh sẽ cho ra dĩa nè. Rồi, món ăn này nhìn thấy là đã thấy bổ dưỡng rồi. Bây giờ mình sẽ có cái phần rau răm á, rải lên một ít ha. Cái phần sả phi bỏ lên trên mặt á, ăn rất là ngon.
Cuối cùng mình sẽ cho một nhánh rau răm lên trên mặt. Đây, anh sẽ lấy một con sò huyết nè. Anh mời em thử coi như thế nào nha. Em cảm ơn anh Nhân ạ. Nhìn con sò huyết mới hấp dẫn làm sao luôn á. Hèn chi mà bé Tuấn lại thích như vậy và năng nặc. Đòi mẹ là phải làm cho bằng được. Nhưng mà bây giờ để em thử xem như thế nào nha. Quý vị khán giả thân mến, món ăn này quả là rất dễ thực hiện. Khi nghe tên là sò huyết tứ xuyên thì chúng ta sẽ nghĩ là có chút gì đó phức tạp. Tuy nhiên không hề đâu ạ. Với sự hướng dẫn tận tình của đầu bếp Hoàng Nhân thì Minh Châu tin là quý vị cũng có thể làm ra một món sò huyết vị đậm đà, thơm ngon, có chút chua chua nhẹ nhẹ của giấm gạo Lisa nè. Một chút vị cay kết hợp giữa sốt đậu ớt và cả tương ớt nữa, cùng với mùi thơm không lẫn đi đâu được của gừng, sả và tỏi. Chắc chắn rằng món ăn này sẽ chinh phục tất cả quý vị. Và giống như em Tuấn, người đã gửi thư yêu cầu cho chương trình nói với mẹ của mình đó, món này rất ngon và hy vọng là tất cả quý vị, đặc biệt là những vị phụ huynh sau khi xem chương trình này xong sẽ thực hiện món ăn này cho những đứa con thân yêu của mình. Tuy nhiên, nếu làm cho các bé thì chúng ta làm ít cay thôi quý vị nhé. Buffet. Mùa hè. Còn bây giờ thì chương trình xin được phép chào tạm biệt. Trước khi chia tay, Minh Châu xin được nhắc lại hai cách để liên lạc với chương trình. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại.